Từ khóa Việt Nam đang được bạn bè quốc tế tìm kiếm căm đét trên Google. Họ đang tò mò về lá cờ trên sân cỏ Euro. Morata vỗ tay cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Cả cụm từ Red Black with Yellow Star cũng tăng đột biến. Cộng đồng mạng quốc tế đang muốn biết lá cờ đỏ với ngôi sao vàng là cờ nước nào. Nhìn dần đi cho quen, năm sau Việt Nam còn đá World Cup cho anh em đỡ bỡ ngỡ chứ còn gì nữa. Lá cờ với nền màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, máu của các anh hùng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng, sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết kháng chiến. Wow. Xem tứ kết Euro giữa Thụy Sĩ với Tây Ban Nha mà cứ ngỡ như Việt Nam đang đá. Ở một diễn biến khác. Nãy giờ tao thấy tới 6-7 lá cờ nước mình rồi. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, cờ Tây Ban Nha không, cờ Thụy Sĩ không, cờ Việt Nam 3. Thắng thua không quan trọng nữa rồi, tình hình anh em kèo trên ngay bây giờ. Xung quanh anh toàn là nước. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Người Việt Nam luôn tự hào về quốc kỳ Việt Nam. Cái gì cơ, về nước Á, giờ vẫn không tin là Bỉ đã bị loại. Nói đi nói lại nhiều lần rồi mà không nghe. Tao dặn trước nhé. Truyền chậm chậm thôi. Không tao lại giật mình. Công bằng mà nói thì Bỉ hôm nay đá không được như ý lắm. Truyền thế rồi mà thằng cu nó vẫn sút đéo vào. Thì trả về năm sau đá giải khác. Anh cu đã tìm lại được chính mình. Cu, anh yên tâm nhé, em sẽ bảo vệ thành tích vua phá lưới của anh. Có thế mà cu vẫn làm được. Kiểu gì? Người ta nói vạn sự như ý, chứ chẳng ai nói vạn sự như Bỉ cả. Người vợ tốt phải biết khích lệ các điểm mạnh của chồng. Ví dụ nếu bạn thích rượu chè be bét, thay vì cằn nhằn cô ấy sẽ nói: anh cứ yên tâm uống, việc hương khói cứ để em lo. Anh cứ yên tâm nhậu, việc chăn gối đã có người khác lo. Anh yên tâm ngày 3 lần thắp em làm được. Anh cứ yên tâm vào trong đi, việc đẻ đã có em lo. What the hell? Anh yên tâm cá cược bóng đá, dép trên cầu em biết nhặt về. Anh cứ yên tâm theo gái đi, ở nhà có ông hàng xóm lo cho hai mẹ con rồi. À đâu? Giải ngân hà 2.0 đã bị loại hết, giờ đến giải ngân hà 3.0 về nước. Tuyển Ý ngày xưa, xe bát màu thiên thanh. Tuyển Ý bây giờ, cơn lốc màu thiên thanh. Cuối cùng cũng tìm ra lý do. Hai cầu thủ Real Madrid duy nhất còn trụ tại Euro 2020. Ramos không được gọi lên tuyển. Cổ động viên Bỉ lúc này cùng cầu nguyện nào. Pizza xem ra không dễ xơi đâu ha, da béo. Chúc mừng các anh em theo Bỉ. Trận trước hạ gục Mbappe tiến đội tuyển vô địch thế giới Pháp về nước. Trận này cầm cự 10 người đấu 11 đến phút cuối cùng. Nếu muốn thắng 2 lượt pen liên tiếp thì huấn luyện viên đội tuyển Thụy Sĩ nên tham khảo U23 Việt Nam. Lukaku, anh chưa đá mà các chú đã bảo ông kia xuất sắc nhất à. Mọi người
thấy. Tôi thấy. Oh my god. Dù Thụy Sĩ thua trên sân bóng nhưng họ thắng trong tim người hâm mộ. Chân dung thủ môn xuất sắc nhất Euro 2020. Ngoài đội tuyển U23 Việt Nam ra, tôi ít thấy hai đội nào thắng cả hai lượt penalty liên tiếp cả. Bình luận viên Anh Quân xét. Lại pen của chị nào đó đang ra sức bênh là sút pen khó lắm. Ghi được 3 quả pen ở Euro năm nay là quá giỏi rồi. Trận 1 có pen nên thắng, trận 2 không pen nên bị đứt hiếc, trận 3 có pen nên hòa, trận 4 không pen nên về nước. Dẫn bạn gái về nhà chơi, thấy mẹ dưới bếp nó xuống hỏi bác nấu gì mà thơm thế. Cháu thử một miếng, mẹ mình cười, thuốc bắc của bác trai đó, đắng lắm. Nó vẫn cố năn nỉ thì cho cháu miếng bé thôi. Nhặt mấy cái ngon ngọt ăn hết, để lại đồ đắng cho bác trai. Auto 10 điểm trong mắt bác ấy, à 10 trên 100 điểm. Qua vì quả táo tàu thôi chứ thèm khát gì đâu. Gió chiều lướt kẽ bụi lau, cháu xin mỗi quả táo tàu bác ơi. Thuốc đắng thì giã tật, còn cháu thì để bác giã vào mõm cho chừa cái tội vạ đâu ăn đấy. Con gái con lứa, mày mà là con dâu bác, ngày bác giã cho ba trận. Bé tao toàn nhặt hết cam thảo trong thuốc bắc của ông nội tao để nhai, tí nấu không còn miếng nào. Xong lúc bị phát hiện tưởng bị chửi mà không phải, bà tao lôi hẳn một bọc ra bảo này nhai hết đi cháu, gì chứ bà mày còn nhiều lắm, bắt ăn cho chán thì thôi. Chúc mừng bạn THB đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau: Minh Tự, Hùng Trần, Nuôi Lê, Đức Nguyễn, Duyên Ami, Nam Hitler, Gamer Lâm Phan, Linh Trần Duy, Cúc Nguyễn, Tâm Như Cute cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.